em xin thay mặt phòng kỹ thuật của công ty Tahico giới thiệu đến anh chị một cái phụ kiện rất là quan trọng của máy rửa xe cao áp. Đó là mặt đồng. Thì cái mặt đồng này á, nó sẽ chứa được những thứ giống như là đồng hồ, ốc đậy, lúp bê. Trong đây sẽ có 3 con, dưới đây 3 con nữa là 6. Cụm kim chỉnh áp, đầu nước ra, và đặc biệt quan trọng phía sau bên trong nữa, đó là bộ phốt nước. Thì những cái đầu đồng này á, rất ít khi mà bị hư, mà một khi nó đã hư rồi thì rất là khó xử lý. Thì thường nó sẽ bị nứt. Nguyên nhân nó nứt á, là khi ba cây bít tông đạp thay phiên nhau đạp, thì chỉ cần mà một cây bít tông nó bị gãy thôi, nó xảy ra những cái lực va chạm thục vô đây, hoặc là vô tình trong lúc mình sử dụng rơi vỡ hoặc là va đập như thế nào đó nó nứt. Mình có thể đi hàng đồng lại được, nhưng mà không bền, áp lực nén đôi khi nó sẽ chịu không nổi, nó sẽ bể mất, xì tiếp. Thế là hiện tượng xì nước, làm cho máy lâu lâu nó cứ kêu kẹt, rất là khó chịu. Thì ở trên mỗi cái đầu như thế này nó đều có thông số. Thì khi anh chị có nhu cầu mà mình muốn thay thế hoặc sửa chữa những cái mặt đồng như thế này thì có thể liên hệ theo số điện thoại của công ty Tahico ở dưới cuối video. Cái cụm này anh chị có thể thấy là nó chứa rất nhiều bộ phận quan trọng của máy rửa xe trong đây nha. Đó, khi mà mình xài cái nguyên nhân làm cho đầu này nó bị hư là chỉ có nứt thôi. Có thể là do khi mình thay lúp bê van một chiều trong đây, mình siết ốc chặn lúp bê lại quá chặt như thế nào đó, và mình cố mình ép làm tuôn mất những cái ren bên trong thì nó cũng xảy ra xì nước. Khi mình đem đi gia công lại thì cũng xài được một thời gian thôi, không thể nào bền như mới được. Đúc nguyên mặt như thế này. Rồi, cảm ơn chị đã theo dõi cái video ngắn giới thiệu về sản phẩm mặt đồng, một cái linh kiện thay thế rất là quan trọng của máy rửa xe của công ty Tahico ngày hôm nay. Anh chị có thắc mắc hay là có nhu cầu về dịch vụ có thể liên hệ bên số điện thoại của công ty Tahico để được hướng dẫn và chia sẻ những cái kiến thức cần thiết để mình sử dụng máy rửa xe một cách hiệu quả hơn. Rồi, cảm ơn chị.